Chị ơi, em 32 tuổi nhưng mặt em bị nhăn, có công nghệ gì làm cho đẹp da không? 32 tuổi mà bị nhăn thì thực ra chị cũng hay chia sẻ nhiều là thường là 18 tuổi là chúng ta bắt đầu tiến trình lão hóa rồi. Do đó là chúng ta sẽ phải chăm sóc từ bắt đầu năm 18 là chúng ta phải có chế độ chăm sóc, chứ không phải là đợi đến cái lúc mà hơi trễ trễ một chút nhưng mà vẫn còn được. Chúng ta vẫn 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 chăm còn hơn là nếu chúng ta bỏ buông á, thì thậm chí 2 3 năm sau nó sẽ còn trầm trọng hơn. Thì nếu như em 32 tuổi mà em bị nhăn như vậy thì em có thể em sử dụng cái công nghệ là Themax hoặc Uterapi hoặc sóng cao tần, tùy vào cái điều kiện kinh tế của mình cũng như là mức độ nhăn mà chúng ta có thể sử dụng những cái công nghệ đó. Và có cái protein thì nó hoàn toàn là nó xóa nhăn cho cái những cái vùng da, ví dụ như những người ta thường hay nhăn vết chân mày hay là nhăn ở vùng trán, thì chúng ta hoàn toàn là có những công nghệ để có thể trị cho mình được. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Intherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.